quý vị và các bạn đang theo dõi video tại tử vi blog.com. Những con giáp được thần tài đi theo đến suốt đời. Những con giáp sẽ được thần tài đi theo hộ mệnh đến suốt đời, đó là những con giáp nào? Hãy cùng chúng tôi điểm danh những con giáp mà thần tài sẽ phù hộ đến suốt đời nhé. Thứ nhất, người tuổi Thân. So với nhiều con giáp khác thì việc kiếm tiền của những người tuổi Thân lại thuận lợi hơn rất nhiều, vì trong suốt sự nghiệp của họ luôn có sự hỗ trợ của thần tài. Với họ, càng trải qua những môi trường có sự cạnh tranh khốc liệt thì họ càng phát huy được khả năng của mình, đem về những cơ hội phát tài bất ngờ. Khao khát về một cuộc sống giàu sang, no đủ luôn thường trực trong họ. Chính vì thế họ rất nỗ lực và kiên trì tới cùng đối với mục tiêu mà mình đã đề ra. Khi nhận thấy cơ hội tốt xuất hiện, họ sẽ không chần chừ mà nhanh chóng nắm bắt lấy và sẽ tận dụng một cách triệt để. Chính vì thế họ sẽ đạt được thành công một cách nhanh chóng. Người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi có tư duy khá nhạy bén, rõ ràng và chính xác về vấn đề tài chính và tiền bạc. Họ sở hữu một cái đầu lạnh, vì thế có thể ứng phó nhanh chóng và chính xác nhất với những vấn đề mà họ gặp phải. Trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy thì họ cũng giữ được bình tĩnh để xử lý được vấn đề. Sự nghiệp của họ có thể được ví như diều gặp gió, sớm đạt được nhiều thành công khi còn khá trẻ. Tuổi Dần. Người tuổi Dần lại không quá chú trọng đến tài chính. Với họ, tiền không phải là tất cả. Chỉ cần hứng lên, họ có thể thẳng tay tiêu tiền mà không suy nghĩ. Trong sự nghiệp, thần tài sẽ luôn bên cạnh họ, giúp mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn. Trong công việc, họ tập trung hết sức, cao độ, làm việc nỗ lực hết mình để kiếm và bù lại số tiền đã tiêu từ trước. Vì vậy, cuộc sống của họ luôn thoải mái và lạc quan. Tuổi Mùi. Cuộc đời của những người tuổi Mùi đã khá nhàn hạ và bình yên ngay từ khi mới sinh ra. Trong cuộc sống, họ cũng gặp được khá nhiều điều may mắn nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ của những người xung quanh. Dù có gặp phải hoàn cảnh khó khăn về tài chính, thì họ cũng sẽ nhanh chóng vượt qua được. Trong cuộc sống, thần tài chính là hộ mệnh mang đến may mắn cho họ. Con giáp tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ và sự kiên trì cao độ. Họ có thể đương đầu trực diện với mọi thách thức. Càng trong những hoàn cảnh khó khăn thì họ lại càng dễ dàng có được thành công rực rỡ. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy thì tiền bạc cũng theo đó càng ngày rộng mở. Tuy nhiên, yếu điểm có thể làm kỳ đà cản mũi của người tuổi Thìn chính là tính cách nôn nóng bộc trực của họ. Bởi cả tính mạnh mẽ ấy sẽ che mất sự sáng suốt, lý trí và quyết đoán bẩm sinh ở con giáp này, từ đó ngăn cản bước đường chinh phục vinh hoa phú quý. Đó là những con giáp sẽ được thần tài đi theo đến suốt đời để phù trợ và hộ mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh trên YouTube để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!